Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay Cần Câu cho mọi người. Hôm nay có cái máy mấy cây chống cần mệt xỉa này. Đây. Rồi, ôm lại. Đầu tiên là cây cần này. Cây cần 3 khúc. 3 khúc nha mọi người. 3 khúc. Khoan bát còn ok, bát vặn này. Đấy. Cần 3 khúc nha mọi người. Cần 3 khúc đọt ra. Đây, cái cần 3 khúc này dài 1m8 này. Thu vào là 66 cm. Đọt là 2,1 ly, cân nặng là 120 g. 120 g nha mọi người. Đây. Cái này China xuất Nhật nha, China xuất Nhật nha mọi người. Số 1. Đây. Cái này 130.000. Số 1 130.000. Số 2. Số 2 là một cây cần 2 khúc. Cần này đây. Đọc bằng cần này bằng nhựa đặc nha mọi người, nhựa đặc này. Đấy. Khoan đồ còn đây, khoan đây. Nhưng mà khoan đồ này thì mình coi như là hư hết nha mọi người. Coi như khoan đầu bu hư đi. Cho mọi người về ưng xài cái dạng khoan này thì xài, không ưng thì thay nhé. Chỗ này cũng bị bung bung này. Đấy. Mình coi như bán cho mọi người phôi cần với bát sẵn đây. Đây, bát nhựa vặn nhé. Cái đệm này thì có thể không cần tháo ra cũng được, chẳng sao. Cái này dài 1m6 này, thu vào là 83 cm, đọt là 1,8 ly. 1,8 ly cho mọi người, cân nặng là 120 g, 120 g. Cái này cái số 2. 70.000. Số 2 70.000 nhé. Số 3. Số 3 là cây cần này. Đây. Cũng cần 2 khúc nha mọi người. Không biết chất liệu là phíp hay là nhựa đặc đây. Phíp hay là nhựa đặc nhưng mình cũng nhìn cũng chưa ra nha mọi người. Đây. Nhìn chung là như cái cần này. Bát nhựa vặn này. Đấy. Khoan với đầu bu thì mình coi như hư hết nhá. Khoan với đầu bu mình coi như hư đi. Chỉ còn tính cho mọi người là cái phôi cần với lại cái bát này thôi. Thì cái cần này cũng dài 1m6, thu vào là 83 cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng là 120 g. Cái này cái số 2, số 3 chứ. Số 3 70.000. Số 3 70.000. Số 4 là một cây cần Kanto. Cần Kanto nha mọi người, 3 khúc. Cần Kanto 3 khúc. Cây cần này thì khoan bát được còn ok. Khoan bát còn ok. Đấy. Đọt này. Cây cần này thì 3 khoan. Đây. Ồ. Chỗ này nó cũng bị long long rồi nha mọi người. Đây. Cái khoan cái nó cũng bị long long rồi. Nhưng mà cái cần này nè, cái cần này mình cũng tính, mình coi như là khoan hư hết luôn. Coi như khoan hư hết nha mọi người. Mình chỉ tính cho mọi người là cái phôi cần với lại cái bát vặn này thôi. Đấy. Cái cần này bị một cái lỗi, đó là chỗ này nó bị dập. Chỗ này nó bị cắn đồ nha mọi người. Hàng về nó bị cắn đồ, nó dập chỗ này. Đây, dập chỗ này. Thì về mọi người á, cái này lóng góc nha mọi người. Về mọi người đút cái ống vào đây. Cho cái ống vào đây nhé. Cho một cái ống vào đây rồi cố định lại nhé. Cho cái ống vào đây cố định lại, sửa. Còn làm gì đó thì sửa như thế nào nữa đó thì tùy mọi người nhé. Cây này dài 2m4 này, thu vào 86 cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng 140 g. Cây này cây số 4. Số 4 60.000. Số 4 60.000.
số 5 tiếp tục là một cây cần hai khúc, cần hai khúc kiểu đọt nhựa đặc đây nha mọi người. Đây, ok, nhựa đặc đây. Cần này thì vẫn còn khoan còn bắp như bình thường nhé, nhưng mà mình những cái dạng khoan này mình coi như là khoan hư hết đi, cho mọi người về mọi người thích thì xài cái khoan xoắn này, hay là mọi người thay khoan tùy mọi người nhé. Đấy, mình chỉ tính thôi cần bắp thôi. Đấy, cái cần này dài 1m65, thu vào là 85 cm, đọt là 1,9 ly, cân nặng 120 g. Cái này cây số 5 số 5 70 nghìn nhé. Số 6 là một cây cần tiếp tục, cây cần hai khúc đấy. Chất liệu là nhựa đặc nhé, nhựa đặc đấy. Khoan thì mình coi như hư hết, khoan thì còn ok hết, nhưng mà mình coi như cái hư hết nhé, mình coi như hư hết là tính đầu bu, không tính đầu bu, không tính luôn, tính phôi cần với lại bát thôi. Đấy, cần này dài 1m6, thu vào 84 cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng 120 g. Cái này cái số 6 70 nghìn, số 6 70 nghìn. Đây, số 7 là một cây cần phíp nhé, cần phíp, một phíp nha mọi người. Cây cần này thì khoan này, khoan có khoan này người đồng thanh. Cây cần này mình chỉ tính phôi cần với lại bát thôi nha mọi người, phôi cần với bát thôi. Đấy, ok. Này, cây cần này thì cái lóng gốc của nó, cái gốc của nó bị gãy một đoạn rồi, nó bị gãy rồi, nó bị tụt cái phần phần kim loại này này để nhát rồi, nên người ta có quấn sẵn cái này vào đây nhé. Về mọi người ví dụ nhát mà có chặt quá thì mọi người mài bớt đi tí nhé, mọi người tự chỉnh sửa nha mọi người. Đấy, nguyên bản của nó về như thế này. Cái này hiện tại mình đo thấy dài 2m35 nè, đúng ra của nó 2m4, nhưng mà chỗ này nó bị ngắn đi một tí nhé. Đây, ngắn đi một tí rồi. Đấy, ok, ngắn đi một tí này. Thì cây này dài 2m35 nè, thu vào 84 cm, đọt là 2,1 ly, cân nặng là 280 g nhé. Đây là cây số 7 cây này 50 nghìn. Đấy. Số 8 tiếp tục một cây cần hai khúc. Cần hai khúc. Đây, khoan bát đồ còn ok, nhưng mà mình coi như khoan đầu bu là hư nhé, chỉ tính thâu cần với lại bát vặn thôi nhé. Đấy, là kim loại này. Cây này cây dài 1m6, thu vào là 84 cm, đọt là 2,9 ly, cân nặng là 180 g. 180 g nhé. Cây này cây số 8. Số 8. Cái này chất liệu là nhựa đặc, nhựa đặc nha mọi người. Cái này 70 nghìn. Số 8 70 nghìn. Tiếp theo số 9 là một cây cần 3 khúc nha mọi người. Cần 3 khúc, chất liệu là nhựa đặc nhé, chất liệu là nhựa đặc. Khoan đầu bu bát còn ok, nhưng mà mình coi như khoan với đầu bu là hư hết nhá. Chỉ tính bát với lại phô cần thôi. Này, mình nói cho mọi người luôn, những cây cần như thế này á, nó có cái đầu kim loại này để nhát á, thì nếu về mọi người nhát vào thấy nó chặt quá thì mọi người vệ sinh đi nhá, tại vì để lâu ngày nó cũng bị hoang á nè, hoang thì nó nở ra, nên là nhát vào hơi khó, nên mọi người lấy giấy nhám á, lấy nhám mọi người trà đi, sơ đi là nhát vào được nhá. Trà đi, bôi cho nó xí dầu cái là mọi người, đây,
Ví dụ mọi người lấy giấy nhám, mọi người rút vào, mọi người trà đi cho nó sạch sẽ đi là nó sẽ nhát vào ok nha mọi người. Nếu mà nó có chắc quá. Đấy, cây này dài 2m4, thu vào 85cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 300g. Đây là cái số 9. Số 9 90.000. Số 10. Số 10 là một cây cần 3 khúc của Olympic nè. 3 khúc của Olympic. Đấy. Cây cần này thì khoan bát còn ok nhá. Khoan bát còn ok. Đấy. Này, đọc này. Khoan bát còn ok. Đấy, Olympic. Rồi, cái cần này á. Này, nhìn khoan này. Đó. Cái cần này á, thôi, mình cũng tính cho mọi người là tính phôi cần với lại bát thôi, còn khoan mình coi như hư đi. Để cho nó vui nhá. Dễ mua luôn. Cái cần này dài 2m4, thu vào là 87cm, đọt là 1,4 ly, cân nặng là 280g. 280g, cây này cây số 11. 11. 11. Cây này mình tính mọi người 101. 101 nha mọi người. Số 12. 12 là một cây cần 2 khúc. Đây, 2 khúc chất liệu nhựa đặc nha mọi người. Khoan đầu bu bát còn ok. Mình cũng chỉ tính mọi người phôi cần với lại bát thôi. Còn khoan thì mình coi như hư đi. Được. Đây. Cần này dài 1m6, 1m55, thu vào là 80cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng là 260g. 260g. Đây là cây số 12. bảy mươi nghìn nha mọi người. Mười ba, tiếp tục một cây cần 2 khúc, chất liệu là phíp. Đây, chất liệu phíp nhé. Bát vặn kim loại đây. Đấy, cần này khoan bát đồ còn ok, nhưng mà mình chỉ tính phôi cần với bát thôi, còn khoan mình không quan tâm nữa. Mọi người về thích thì sử dụng loại khoan này, không thích thì thay cái khác nhé. Đây, ví dụ cái khoan này nó bị bung này, thì mọi người về có thể là chỉnh lại hay như thế nào đó tùy mọi người nha. Đây, cái cần này dài 1m65, thu vào 87cm, đọt là 2,14 ly, cân nặng là 180g. Cây này cây số 13. 13, 70. 13, 70 nha mọi người. Số 14. Số 14 tiếp tục là một cây cần 2 khúc, chất liệu là phíp. Khoan đầu vô bát còn ok, nhưng mà mình coi như là khoan hư hết đi. Đấy, mình chỉ tính phôi cần với lại bát thôi. Đây, bát thì cái name này nó không quan trọng nha mọi người. Đây, cái name này nó không quan trọng đâu, cứ thế vặn vào thôi.
Cần này dài 1m6, thu vào là 85cm, đọt là 1,6 ly. Cân nặng là 160g. Đây là cây số 14 70 14 70. Đây, 15 tiếp tục một cây cần 3 khúc chất liệu là phíp nhé. 3 khúc chất liệu là phíp. Cần này thì khoan bát đầu bu cũng còn ok, nhưng mà mình cũng bán cho mọi người lấy phôi với lại bát thôi, còn lại khoan thì mọi người về sử dụng thì sử dụng, không sử dụng thì thích loại khoan khác thì thay loại khoan khác nhé. Đấy. Đấy. Bát vặn này. Cái cần này dài 2m4, thu vào 85cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng 320g. Đây này cây số 15. Số 15 nhé. Chỗ này cái gì đây, tục cái gì đây, cái quấn cái gì chỗ này. Cây số 15, 70.000. 15, 70.000 nha mọi người. mười sáu tiếp tục là một cây cần 2 khúc chất liệu là phíp, khoan đầu bu rồi còn ok, nhưng mà mình cũng coi như là bán cho mọi người phôi cần với lại bát thôi, còn khoan thì tự xử nhá. Khoan thì còn ok đây, nhưng mà mọi người không thích cái kiểu khoan này thì có thể thay, tùy mọi người. Đấy, bát vặn nhựa. Cái này dài 1m65, thu vào là 85cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng là 140g. 140g nha mọi người. Cái này cây số 16 70. 16 70. Số 17 là một cây cần chất liệu phíp nè. 3 khúc nha, 3 khúc. Cái cần này khoan thì có cái còn như cái này được không? Khoan hư hết nha mọi người. Khoan đầu bu mình coi như hư hết, mình chỉ tính bát với lại phôi cần thôi. Đấy. Bát với phôi cần thôi nhé. Ok. Cái cần này dài 2m4, thu vào 86cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng là 220g. 220g nha mọi người. Cây này là cây số 17. Số 17. 60.000. Số 17 60.000 nha mọi người. mười tám tiếp tục là một cây cần 3 khúc của Olympic. Cây cần này á thì nó bị gãy một đoạn khoảng cỡ đọt nó bị gãy một đoạn khoảng cỡ 20 phân, thì gãy khoảng 20 phân đọt nhé. 20 phân đọt, và cái lóng thứ hai này, cái lóng thứ hai thì nó bị hụt khoảng cỡ đây, khoảng gần 5 phân nha mọi người. Hụt khoảng gần 5 phân thì cây này vẫn còn nhát được nhé. Cây này vẫn còn nhát được nhé mọi người. Đây. Vẫn còn nhát được đoạn cây này. Đấy, về mọi người tự thử đi. Cái này về mọi người làm gì được, chế lại như thế nào đó thì tùy mọi người nhé. Khoan thì còn, đầu bu thì mắc nhé. 4 cái khoan thì còn, mình coi như là 4 cái khoan hư luôn. Bán cho mọi người cái phôi cần này, bát vặn kim loại này. Cái này hiện tại mình đo thì dài 2m5. Dài 2m5, thu vào 96cm. Đọt là 3,1 ly, cân nặng là 220g. Nhé. Cái
là cái số 10 à. Số 18. Mười tám sáu mươi nghìn. Đây 19 là một cây cần dài 2m4, thu vào là 1m25, độc là 1,2 ly, cân nặng là 200 gram. Cây cần này chế nha mọi người, đây cây cần này chế thành cần tay máy phụ Ikeda gì đây, đây bát vặn loại này đấy, chế nha mọi người đấy. Đó. Đó, hai khúc như thế này, hai khúc rồi cũng chế thêm khúc zoom chỗ này nữa đó, thấy chưa, chế thêm khúc zoom chỗ này nữa. Cần này là hình như cái cần tay chế lại sao á, cần tay chế lại nha mọi người. Ok đọt rồi này, cần này chế lại nha mọi người, chế lại này. Cái cần này số 19 nha mọi người, 19 50 nghìn. Số 20 là một cây cần súp 2m7, bát nhựa vặn này 2m7, nhưng mà đọt nó bị gãy khoảng cỡ 4-5 phân nè, đọt bị gãy khoảng 4-5 phân nha mọi người. Khoan đầu bu mình coi như hư hết nhá, khoan đầu bu mình coi như hư hết, bán cho mọi người cái phôi cần với lại bát thôi, 1 lóng 2 lóng 3 lóng nha. Đây. Còn hai cái khoan đây mình coi như hư hết nha mọi người. Cần này hiện tại dài 2m66 này, thu vào là 95cm, đột là 2,5 ly, cân nặng là 140 gram. Cái này cây số 20 70 nghìn, 70 nghìn nha mọi người. Hai mốt tiếp tục là một cây cần 2m4, cũng bị gãy một đoạn đầu bu rồi, gãy vài cm đầu bu nha mọi người. Đấy khoan thì còn hai khoan đây mình coi như hư hết đi, bán cho mọi người thôi cần với bát thôi. Đấy. 1 lóng 2 lóng 3 lóng nhé. Đây. Cái cần này dài hiện tại là 2m37 này, gãy khoảng 3-4 phân đọt ấy, thu vào 85cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 160 gram. Cái này cây số 21 50 nghìn, 21 50 nghìn nha mọi người. Số 22 là một cây cần này. Đấy. China xuất nhập cho mọi người. Cần súp 3m nha, bát Fuji FS6 này. Bát Fuji FS6 này. Khoan này, còn ok, khoan đầu bu mình coi như hết, mình bán cho người phôi cần với bát thôi nha. Đấy. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng cho mọi người. 3 lóng. Cái cần này dài 3m, thu vào là 1m1, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 200 gram. 200 gram nhé. Cái này cây số 22 70 nghìn, 80 nghìn nhé. 22 80 nghìn. Hai mươi ba tiếp tục một cây cần súp 3m3, đấy súp 3m3, đấy khoan đầu bu mình coi như hư hết, khoan đầu bu mình coi như hư hết nha mọi người.
Đấy, mình chỉ tính phôi cần với lại bát thôi. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha. Bát Fuji FX7 này. Cần này dài 3m3, thu vào là 1m19, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 210g. Này số 23. 23, 80.000. hai mươi tư là một cây cần 3m3 China xuất nhập nha mọi người, China xuất nhập, khoan hư hết, đầu bu hư luôn nha mọi người, này đầu bu hư rồi này. Đây mình phôi cần với lại bát thôi, cái này về thay hết khoan đi nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha. Đây bát vặn móc kim loại đây. Cái cần này dài 3m3, thu vào 91cm, đọt là 2,43 ly, cân nặng 260g. 260g. Cái này cây số 24. 24. 70.000. hai mươi lăm là một cây cần lua máy nằm này, cần lua máy nằm nhé. Đấy, khoan bát đều ok, bát Fuji này, bát Fuji khoan. Đấy, ok, khoan bát còn ok nha mọi người, khoan bát còn ok. Cái cần này dài 1m8 này, thu vào là 96cm, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 120g. Cái này máy ngang nha mọi người. Cái này cây số chất liệu là phíp. Cái này cây số 25. Đây, cây này 180.000. 25, 180.000. Rẻ luôn cho mọi người. Quốc chanh. Đây, chỗ này nó dính keo nha mọi người. Đây, keo này, keo bẩn này. Về mọi người rửa đi nhé. Cái của cái hãng gì đây nè. Đây, China xuất nhập nhé. Lua này, thông số này. Lua 1/8 đến 1/2 OZ này, lai 4 đến 12 LB này. hai mươi sáu, một cây cần 4m rưỡi sấp. Đấy, khoan còn ok, đầu bu còn ok luôn, nhưng mà mình coi như không còn đi, mình tính cho mọi người thôi với lại bát thôi. 3 4 5 5 lóng nha mọi người. Đấy, bát vặn kim loại, móc kim loại này. Cái này dài hiện tại là 4m4, thu vào là 1m05, đọt là 1,95 ly, cân nặng là 320g. Mắc cái nắp vặn chân cần nha, mắc cái nắp vặn chân cần nha mọi người.
về từ lấy nắp xu chế bạc. Đây là cây số 26. 26 80. 26 80. Tiếp theo số 27 là một cây cần tay máy phụ. Đấy, cây này dài 2m4 này, thu vào là 90cm, đột là 0,9 ly, cân nặng là 60g. Cần tay máy phụ nhưng mà cái đột là bị thay rồi nha mọi người. Cái đột người ta thay cái đột tay luôn rồi. Về mọi người có ưng thì cọc khoan vào. Giờ mình chỉ tính cho mọi người giống như cây cần tay thôi nhé. Giống như đây là cây cần tay thôi. Đấy, 2 lóng, 3 lóng. Đấy, khoan cái này cũng hư rồi nè. Bắt FK FX5 cây này số 27. Cây này 27 40. hai mươi tám là một cây cần ba khúc. Cần này câu lục bạc bãi đều được nha mọi người, câu lục bạc bãi đều được. Cây này 39 nha, 39 thì cây này khoan bát còn ok nha mọi người. Đấy, khoan bát đầu bu còn ok này. Đấy, khoan bát đầu bu còn ok. Cây cần này Canto nha mọi người, Canto nội địa Nhật đấy. Cái cần này dài 3m9 này, thu vào là 1m35, đọt là 4 ly, cân nặng là 160g, câu lục nha mọi người, cần câu lục hoặc đi bạc bãi đều được nhé. Cái này cây số 27 rồi. Rồi, số 28. 28. Cây này 220.000 nha mọi người. 220.000 nha. Bút 28 220.000. Tiếp theo số 29 cũng là một cây cần câu lục bạc bãi này. Đấy, cây cần này thì mình coi như là khoan hư hết nhé. Khoan thì còn đây nhưng mà mình coi như khoan hư hết. Cái là dạng khoan này mọi người thích về thay thì thay. Mình chỉ tính cho mọi người là phôi cần với bát thôi. Thì cây cần này á, mình thấy là này nó hơi bị oxy hóa. Nên là mọi người về đánh đi nhé. Đây, mọi người về lấy giấy nhám đồ đánh trà đi nhé, đánh trà sạch sẽ đi cho nó, chứ nó có cái độ oxy hóa như thế này là nó sẽ bị nở ra, là nó nhát vào nó sẽ không được nhé, nó sẽ rất là chặt khó nhát. Nên là mọi người về vệ sinh. Đấy, vệ sinh xong mọi người bôi lớp nhớt, lớp mỡ này để cho nó có cái độ trơn và khỏi bị oxy hóa lại nhé. Đấy, chỗ này gỗ chỗ này nó bể bể này. Đấy, nhưng mà không sao nhé. Ok, à, uống cái đọt cho mọi người xem. Ok, cứng ngắt luôn. Bạc bãi hoặc là câu lục đều được. Dài 3m9, thu vào là 1m34, đọt là 4,2 ly, cân nặng là 740g. 740g. Đây này cây số 29. 29. Cây này 140.000. 29 140.000 nhé. Đấy, vỡ vỡ rồi chỗ này. Đây, số 30.
30 là một cây cần 3 khúc. Đây, 30 là một cây cần 3 khúc. Thì cái cần này á, cái lóng số 2 này, cái lóng số 2 cái phần này nó bị gãy nên người ta đã chế lên khúc trên như thế này rồi nè. Phần này nó bị bể rồi. Bị bể người ta chế lên khúc trên như thế này rồi nhá. Vẫn nhát vào được bình thường nha mọi người, vẫn nhát vào được. Còn cái phần đây. À khúc to. Đây. Đây. Cái lóng này chỗ này nó hơi nó bị nứt chỗ này này, nhưng mà không sao nhé. Đây. Có cái dấu nứt đây, nhưng vẫn có cái bọc thép chỗ này nó giữ rồi. Nứt như thế này nên mọi người về giữ cố định nó lại, với lại do nó nứt như thế này nên lúc mà nhát cái đọt vào này nó hơi bị chặt nhé, mọi người về xử lý nhé, hoặc là mài sơ cái đọt đi nhé. Đây, đọt rất là cứng nha mọi người. Đấy, cây này bạc bãi hay là cao lục đều ok. Đấy, nó là của Shimano nhé, Shimano Made in Japan này. Đấy, 4m2 mình xem được. Cây này 4m2 nhưng mà hiện tại giờ chỉ còn là 4m1 thôi, thu vào là 1m47, đọt là 5,7 ly, cân nặng là 840 gram. Cây này cây số 30 140.000, 30 140.000. Ba mươi mốt là một cây cần tay dài 6m1 nhé, một cây cần tay dài 6m1. Cây này thì thân to này, thân khá là to đấy, nhưng mà ngoại hình thì khá là đẹp nhé. Đây, đọt của nó đọt mảnh nhé, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng, bảy lóng, tám lóng, tám lóng nha mọi người. Tám lóng này. Này, cây cần này dài 6m1, thu vào 88cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 380g nha mọi người. Cây này cây số 31. 31 này, 190.000. 190.000 nhé. Rồi. Số 32, nói cho mọi người luôn, 32 này mình có một cái thanh này thì nói thật là mình không biết, không biết là cái thể loại gì luôn. Đây, thanh này nó cái móc như thế này. Đấy, bên này có một cái móc giống như kiểu cái động gánh đó mọi người. Này, chỗ này có thể rút ra được nhé. Đấy, rút dài dài như thế này. Đây, mình quay cho mọi người xem nhé. Đấy, ok. Thì mình rút ra mình xem được bao nhiêu mét. 1, 2, 3, 4. Cái này rút ra nó dài khoảng cỡ 1m5 nha mọi người. Rút ra gì dài khoảng cỡ 1m5, thu vào thì khoảng cỡ 90 phân. Thu vào khoảng 90 phân nhé. Thu vào 90 phân, rút ra dài khoảng 1m5. Cái này không biết để làm gì. Đây, để vào đây. Giờ mình bán nguyên đóng luôn nha mọi người. Đây, tiếp theo là một cái cây đỡ cần. Cây đỡ cần này thì dài 1m25, nặng 200g. Cái này bằng kim loại này. Tiếp tục cái đỡ cần tiếp theo. Cái này thì dài 1m12, nặng 220g. Tiếp theo là cái đỡ cần này thì dài 1m27, thu vào là 77cm, chưa cân luôn. Đấy. Cái này. Cái này, tiếp theo cây này nữa. Đấy. Thì nặng 180g, thu vào là một cây cần này dài 1m02. Tiếp theo cây này rút được nhé, cây chống đỡ cần rút được. Cây này dài 2m này, dài 2m, thu vào khoảng cỡ 1m5 hơn nha mọi người, thu vào khoảng cỡ 1m5 hơn á, 1m55 á. Đấy, thu vào 1m13 chứ quay. Đây đúng rồi, 1m13, thu vào 1m13 nhé, dài 2m này, cân nặng thì cũng chưa cân luôn. Đây, tiếp theo, tiếp cây này nữa, cây đỡ cần, cây này cũng có rút nhé. Này, nặng 240g, dài 1m25, thu vào 81cm.
nặng 200g, dài 1m1. Đấy. Rồi. Hai cái cán để che dù nha mọi người, cán để che dù. Đây. Đút cái ống dù vào. Đút cái ống dù vào và khóa lại nha. Bật cái này là nó chặn nó khóa lại nè. Thì mình chỉ dùng người luôn. Hai cái này thì một thanh nhỏ hơn là nặng 320g. Cái này dài 1m6 này, cái này nặng, cái to này nặng 440g, dài 1m03. Cái cây nhỏ này nó hơi bị cong nhá, hơi bị cong về gõ gõ lại tí cho nó thẳng. Thì cái cây nhỏ này á, cái cây nhỏ này nhát vào trong cái cây to được nhá, nhưng mà do nó đang bị cong cong một tí nên nhát chưa hết nhá. Nhát vào đây rồi mọi người khóa lại, nâng cái dù cho nó cao lên được. Còn không thì mọi người có thể gỡ ra. Gỡ ra để hai khúc như thế này tùy mọi người nhá. Đấy. Ok. Tiếp theo là một cái xỉa này, xỉa có máu luôn nhé, xỉa có máu. Cái này bằng cái trúc tre gì trúc nhá, không phải trúc lóng này, lóng tre lóng gì đây. Đây rất là cứng nha mọi người. Ok, nguyên cái đống này luôn, mình bán nguyên cái đống này, không bán lẻ nha mọi người, nguyên cái đống này luôn. Đây, một thanh, hai thanh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đây, nguyên cái đống này nhá. Đây, nguyên cái đống này là số số bao nhiêu rồi ta? Số 32. 32 là nguyên cái đống này nha mọi người. Đây, thấy cái đống này, thấy cái đống này là số 32 nhá. 32 200. Đấy. 32 200 nha mọi người. 32 200 thanh lý luôn. Ok. 32 200. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay của mình. Mọi người mua hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Mọi người phải điện thoại trực tiếp số điện thoại để chốt hàng nha mọi người. Mình không chốt hàng qua bất kỳ hình thức nào ngoài mọi người điện thoại và số điện thoại đấy. Đấy. Và mọi người trước khi nhận hàng thì vui lòng là kiểm tra hàng cẩn thận giúp mình, xem có bị sai sót gì so với trên video mình giới thiệu hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển, thì có gì thì báo cho bên mình ngay để bên mình giải quyết luôn trước khi nhận hàng nhé. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà mọi người cứ nhận hàng mà không chịu xem hàng, xong rồi mới báo cho mình là nó bị thế này bị thế kia, thì mình sẽ không giải quyết. Cảm ơn mọi người rất nhiều.